Thụ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017 tại thành phố San Jose, đáp lời kêu gọi của ban tổ chức Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ 11, rất đông đại diện các cộng đồng, các hội đoàn tại miền Bắc của tiểu bang California đã đến tham dự một buổi họp để bàn thảo kế hoạch vận động và kêu gọi các tôn giáo, các cộng đồng và đồng hương ở các nơi tham gia và hưởng ứng chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 11 sẽ được tổ chức tại thành phố San Jose từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017. Tất cả quý vị ở có mặt ở đây và những quý vị đầu phương tôi nghe được những cái lời kêu gọi này, mong để tiếp tay với nhau để cho ngài Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Thương binh Việt Nam Cộng Hòa thứ 11 ngày 6 tháng 8 năm nay ở tại San Jose được thành công mỹ mãn để chúc được tốt đẹp. Tất cả chào quý vị. Chúng tôi hy vọng sự tham dự và ủng hộ quý vị sẽ có một ngày Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 11 này sẽ thành công mỹ mãn. Chúng tôi được biết giờ này ở Canada người ta cũng đang làm để ngày đó họ đem tiền về và cùng với ban tổ chức ở đây, và Úc Châu cũng đang vận động, và đặc biệt tại Houston, cô Christine Nguyễn đã liên lạc với chúng tôi là cô cho biết đồng bào bên này ủng hộ rất là mạnh. 2015 Houston mang về là 224.000, năm nay cô hy vọng ít rất là phải gấp rưỡi. Đó là một cái niềm rất vui đối với cái chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh. Tất cả quý vị thương mại, quý vị thương gia và quý vị đồng hương khắp nơi trên đất Mỹ và trên thế giới nghe được cái chương trình này, hãy ủng hộ cho chương trình đại hội. Sẽ có những cái quầy hàng bán vé tại khu Grand Central Mall, khu chợ Lion, và rất nhiều các hội đoàn sẽ bán vé, định vé chỉ có $10 thôi. Rằng quý vị hãy ứng ứng, xin hãy liên lạc với lại điệp 408-898-7150. Trân trọng, cảm ơn. Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh là tổ chức ngay tại thành phố San Jose chúng ta, cho nên đó cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta có dịp tham gia và đóng góp. Thì đó là do đó chúng tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người chúng ta nên tích cực đến để tham gia với lại chương trình này. Cố gắng mình làm cho tròn phận sự của cái tình huynh đệ chi binh để có một số tiền để mà gửi về cho các anh em thương binh, thì mong rằng kỳ Đại Nhạc Hội này quý sĩ sẽ ủng hộ lên để cho được hoàn hảo và tốt đẹp. Cảm ơn. Thưa quý vị, chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ 11 sẽ được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới sẽ được xem chương trình này trên trang nhà của đài truyền hình SBTN. Và ban tổ chức sẽ nhận sự đóng góp trực tiếp của khán giả khắp nơi qua các đường dây điện thoại được thiết lập trong suốt thời gian trình diễn. Thưa quý vị, Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh kỳ 11 tại thành phố San Jose là cơ hội để cho chúng ta và con cháu chúng ta có dịp để thể hiện tấm lòng của mình với những ân nhân đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và một phần thân thể của mình để cho chúng ta và con cháu chúng ta có được như ngày hôm nay. Chương trình nhân ái này chắc chắn sẽ làm cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ còn kẹt lại tại quê nhà cảm thấy ấm áp tình người và biết rằng những hy sinh và mất mát của họ vẫn được cộng đồng người Việt tự do khắp nơi trên thế giới tri ân. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California.